Hình như anh chị là bạn của anh Hùng đúng không ạ? À, đúng rồi ạ. Con đây là thầy của anh Hùng hồi lúc nhỏ. Dạ, con chào thầy. Chào con. Ngoại ơi, có bạn của anh Hùng tới chơi nè ngoại. Chào hai bác. Dạ, dạ chào, con chào ông bà. Dạ, ôi mời hết vô nhà chơi. Dạ. Nè Hùng ơi, có bạn con tới nè. Hùng. Hùng. Hùng đi đâu vậy? Anh Hùng, anh định đi đâu vậy? Có thầy tới thăm anh kìa. Con là Hùng phải không? Con còn giận thầy hả? Dạ. Dạ không. Thầy xin lỗi con. Cũng vì thầy mà con bỏ trường ra đi. Bao nhiêu năm qua, thầy lo lắng và suy nghĩ rất nhiều. Không biết con giờ ra sao. Con làm gì, ở đâu? Con sống có tốt không? Nghe Misa và thằng Minh nói đã gặp được con, thầy mừng lắm. Thầy à, con xin thầy tha lỗi cho con. Ngày đó con còn nhỏ quá, con suy nghĩ không thấu đáo, cho nên con mới hồ đồ, bỏ trường, bỏ thầy, bỏ bạn. Lỗi là do con. Con xin lỗi thầy. Thầy Hùng. Được rồi. Thôi con, mọi chuyện cũng qua rồi. Thầy được gặp lại con thì còn niềm vui nào bằng nữa hả? Yeah.